Đây rồi. Ai à? À. Đây rồi Nam ơi. Hàng rồi. Lộn 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 rồi Nam ơi. Rồi to đấy. Ôi, nó chạy tận ngoài kia anh em ơi. À. Ui, ngồi, ngồi. Ngồi trên này. Chua, 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 chua. Hàng đập chưa các bác này? Em đang ngồi kia thấy máy này là cá chạy à? Dính luôn các bác ạ. Đã chưa? Ô, chạy năm tháng này gặp quả la chín anh em này. Úi, coi nhìn còn là chín à, chín vàng đấy. Ăn bằng luôn rồi coi nhá. Còn ăn ngon luôn rồi. Chín rìa đê thì nó rất là nhiều cái quả na này. Mùa này hình như quả này nó ra trái mùa thì phải quá. Chứ mùa hè là nó ra được mùa hè rồi cơ. Thơm phết à. Tí phải ăn cho mày lại. Trong đây còn đầy quá. Quả này ở trên đây nhiều lắm, không ai ăn. Nó ra trái mùa hình ra nó cũng ra nó không được nhiều quả lắm. Thôi, anh em ta đi chuyển tiếp các con nhé. Ở đây nó còn dài và rộng lắm. Đi tìm cái điểm câu ngon ngon đi. Thì ở bên sườn đê ở đây nó là sông Bạch Đằng các bác ạ. Đấy anh em có nhìn toàn na này, tàu bè kìa. Wow. Buổi sáng sớm ở đây thật là tuyệt vời anh em ơi. Có nhìn có thích không? Quá tuyệt vời luôn. Đẹp thật. Sắp tới nơi rồi anh em ơi. Trời ơi. Yeah, anh em tao bây giờ vào trong kia coi nhá. Đấy, phi thẳng trong kia cho đi đường dưới kia mới vòng vào được anh em ạ. Ủa anh em ơi, hôm nay trời gió chưa các bác này. Dã man, dã man. Em vừa xách được đống đồ vào đây. Hôm nay là trời nó trở lạnh rồi các bác ạ. Đấy, nhìn địa hình câu rất là thích đấy. Nhưng mà lạnh này không biết có lên được cá không. Gió ở đây cũng rất là to này mà thì đánh lục khả năng nó nghiêng cơ, nên là em nghĩ chắc chỉ đánh năng C là chính các bác ạ. Trời hôm nay trở rét rồi các bác ạ, nên là chắc là đánh năng C là chính thôi, chứ còn lục này khả năng nó không đánh nổi á. Gió to quá mà. Ủa, em xách đồ đây mọi người, nó nóng hết rồi con này. Này mặc cái áo này nó cũng dày nữa. Ủa, úi xò. Úi xòi ôi. Dã man đấy. Trời rét mà mặc cái áo này nó dày quá, vác đồ vào nóng quá bác ạ. Anh em ta đồ đi, ta đang xê đi. Cứ tạm cái áo ở đây thôi nhá. Đáp ở trên này.
rồi mẹ còn thừa nọ, thừa có một gạch nha, đánh nốt đi. Ok anh ơi, ra đồ hơi vất vả một chút. Em vừa em buộc cái lá dừa cái cây cây coi này. Đó, để mình ném vào mấy cái kia. Này gió to thế không biết. Hôm nay em lại quên không còn nụ đi, còn mỗi quả nụ nó vỡ vỡ xì đà quá các bác ạ. Mấy quả này thì nhét nó lại không được chắc chân nữa. Đâm kiểu là dùng nhiều đâm nó nát mất rồi. Nói chung hơi xì đà mà đánh tạm anh em nhé. Hôm nay gió to khó đánh lắm anh em ạ. Nó thổi kinh thật. Này cứ bó mồi to to đánh hay các bác nhá. Chẳng ổ hết đâu. Gió này đánh nó trôi phao nhá, chả biết là ổ đường nào mà đánh các bác ơi. Gió trôi phào lắm. Không biết đâu nào. Úi dồi, úi dồi, gió. Dã mà. Cuối cùng đổ ra xong anh em ạ. Hơi vất vả một chút. Gió to quá, ném nó rất là khó. Nếu ổ em chẳng căn được cái sáo mỗi tí mà ném mồi thôi các bác ạ. Đánh bóng mồi thôi. Hôm nay gió kinh thật. Trời lại lạnh nữa. Còn con mút cho anh em ạ.
ui cắn nó rồi. Đóng. À giời, gì ơi. À chú trong chống cỏ anh em ơi. Chống cỏ, chống cỏ, chống cỏ. Chống cỏ, chống cỏ. Tổng vẫn là mồi anh em này. Để ở đây ra cái vỏ đã các bạn. Con này đóng vào lưỡi này nữa có ngạnh không sợ mất. Bèm bèm mới ra cái gió thế mà lần này vẫn cắn nhỉ. Em cứ tưởng nó không cắn đấy. Tưởng này cá không cắn là không ra vợt anh ạ. À đây, ok, một con. Ui, cá cá đấy đẹp chưa bác này, nó vàng tươi luôn. Cứ tưởng gió gió này cá không cắn là thế vẫn cắn. Mồi vẫn còn anh em nhé. Gỡ ăn cá là cho rõ đã. Dậy. Mày. Vào đây. Các bác thấy mồi đẳng cấp không? Lên cá là mồi vẫn còn. Anh em ta ném tiếp không phải thay nhé. Đây rồi. Đây rồi. À. À trời. Đây rồi Nam ơi. Hàng rồi. Đóng rồi em ơi. Con này to đấy. Ui, nó chạy tận đồi kia anh em ơi. À. Ui, ngồi kia anh em ơi. Ui. Ui, đau tay, đau tay. Trôi lên anh em ơi. Mày. Trôi này anh em ơi. Úi dồi ôi. Trôi đẹp chưa. Ui dồi ôi, con bự, anh bự anh em ơi. Phê chưa. Hãy vào mồi luôn. Mắc nó mắc cây rồi anh em ơi.
Ôi trời mẹ ơi anh em ơi, em tưởng trời rét nó không không cắn nào, vẫn lên hàng các bác này, thấy chưa? Tưởng trời rét cá không cắn. Đẹp đấy, con này trôi đẹp, trôi đẹp. Gỡ cẩn thận các bác, con này nó dễ đánh như nọ chết. Lưỡi sắc giữ chặt người. Ok, người đẹp thế. Phê phê anh em ơi. Wow wow, chùa đẹp chưa? Anh em ơi, hàng đẹp chưa các bác này? Em đang ngồi kia thấy máy này này cá chạy à, dính luôn các bác ạ. Đã chưa? Con này có hết đẳng cấp anh em ạ. Trời rét cứ tưởng cá không cắn, cũng lại cắn. Đếm cân thử nha. Một con này chắc là khoảng 3 cân rưỡi thôi. 3 cân rưỡi hoặc 4 cân. Úi ui, to quá. Để cân thử xem nào. Con này em đoán chắc khoảng gần 4 cân, chắc gần 4 cân. Con là cái gì vậy? Để xi ban gì vậy? Chắc khoảng gần 4 cân anh em ạ. 4,1 anh em ơi. Các bác ơi, các bác nhìn rõ không? 4,1 các bác ạ. Về chưa? Wow. Ok. Trời, 4,1 ra màn đấy. Mồi vẫn còn này. Mồi vẫn còn nguyên anh em ạ. Cái này lên thì ném tiếp thôi, không phải thay đâu. Đấy, là con cá mà không mất tiền mồi. Ném luôn các bạn nhé. Thay nào cái gì. Quá là phê anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Quá trời. Ui rồi to quá rồi. Rồi to. Con này bự đấy. Ui trời. Ui phê anh em ơi. Con rô này bự đấy các bác này. Ai có gì chưa. Ngon. Đóng thẳng lưng luôn. À được số rô phi đạp cho đây. Và. Ok. Nơi trò trời cá cán ác anh em ạ. Đây rồi anh em. Úi dồi, wow.
số to. Wow, con nào to chưa? Khớ đấy, khớ đấy. Bay người. À, con này khớ đấy các bác ạ. Rô này khớ đấy. À, các bác nhìn to chưa? Nay mới là đã các bác ạ. Rô này mới thích. Úi giời. Đẹp đấy. À, trời. À, nói chung là anh em mình đánh ở ngoài sông nước mà gặp những chú rô phi như thế này thì nó thật sự các bác là rất là to đấy, chứ không là bé đâu. Người nó rất là mỏng thôi, nhưng mà để nói về độ ngọt của thịt mê, độ dai của thịt thì cá dịch vụ gọi một cụ luôn. Giở cái tay anh em nhé. Con này cắn anh em ơi. Con này cắn này. Con này cắn hả? Ui ơi à. Liệng. À con này. À chấm cỏ anh em ạ. Ui con này to đấy. À cũng không to lắm, nhưng vừa. Nó giật kinh thật. Chấm một chép ơi. Chấm khỏi anh em. À chui trắng nhỉ. Chui trắng anh em ạ. Chui trắng. Đóng thắng người. Chui. Ồ chui đẹp. Ồ, được chú chui. Cứ đừng chấm cỏ cơ, nó còn chui các bạn. Con này nó bị mắc bầm mồm. Ok. Chùi trắng đạt phết. Wow. Anh em ơi, nhìn này, chùi trắng các bạn. Đầu tiên em cứ tưởng là chấm cỏ cơ, một lôi lên hóa con chui. Ngon rồi. Vào. Anh em nhìn chùi đẹp chưa? Bây giờ chùi trắng. Quá tuyệt vời. Vào đây. Hàng xịn đấy các bác ạ. Ok. Con này hình cần nó cắn anh em. Con này chắc cắn rồi sao nó giật nhìn nhẹ nhẹ. Nó cắn thật các bạn. Cắn thật một cá nhỏ. Rô phi. À rô to đấy. Giật. Rô hồng to. À, em để ý em thấy nó cứ giật cái đầu cần các bác ạ. Rô hồng to chưa anh em ơi. Con này thấy gọi hết ý luôn. Không chê đâu được. Đấy. Anh em nhìn này, em thấy đầu cần cứ giật hóa được chú rô hồng này, to chưa?
Ôi, người mỏng đét xin một đét luôn, ngon. Con này rất là ngon các bác ạ. Nhìn chưa, anh em nhìn chưa, người rất là mỏng luôn. Con này thấy vỏ tuyệt vời. Lạnh lạnh rồi, rô đi ăn mạnh đấy. Đừng. Cái này để xuống gỡ ông nữa, đánh vào tay thì chết. Nằm yên anh gỡ cho. Đóng một nỗi vào mồm. Wow, tuyệt vời. Wow. Này trúng mánh rồi. Thành nó viên mồi. Thay mồi cái này nó nói là bộ môn năng xê nhàn nhất thế giới đi các bạn ạ. Nó là nhàn nhất thế giới luôn, thay đút cái cục mồi cái móc luôn. Thế còn nhiều bộ môn năng xê của anh em Việt Nam ta thì cứ phải mất rất nhiều thời gian bóp nắm này chuẩn bị. Nên là cứ ghim phát ném luôn, xong. Đây rồi. Ui đồ to. Wow, đồ to anh em ơi. Ui, con này cần. Úi trời. Bóng hai lưỡi. Wow. Các bác ơi. Con này thì phải đúng một cân các bác ạ. Wow. Này, 20. Nó phải 35 cm. Đẹp chưa anh em ơi, to chưa? Gọi là anh em ta thấy gọi thì phải nói là mỹ mãn các bạn. Đấy, để cân luôn cho anh em xem nhá. Bảy lạng các bạn, không được một cân. Trồng to thế mà không được một cân anh em. Đấy, có những bảy lạng. Bởi vì sao? Bởi vì cá ở đây nó mỏng lắm bác ạ. Đây anh em thì nhìn thấy là người nó mỏng đét xinh đét. Trông thì rất là to luôn. Đấy, nhưng mà người mỏng. Nhưng nó chỉ được khoảng bảy lạng. Cái này quá ok, ngon quá. Con này tí về sẽ thái hỏi. Anh em sẽ thái hỏi các bác nhé. Tuyệt vời. Đó. Thấy quả con này ăn sẽ tuyệt vời anh em ạ. Coi nhìn con tay này. Wow. Về. Em này đang mặc cái áo mà cứ phải cởi ra lại mặc vào. Bởi vì cái áo này không hiểu sao mà nó làm một cái chất liệu gì các bạn. Gần như kiểu nó là túi ni lông ấy. Mình cứ mặc vào vận động tí là bên trong toát hết mồ hôi ra. Xong lại cởi ra. Cởi ra thì gió thổi tí lại rét lại mặc vào. Vào đi nào. Ăn đều thế mà cũng không to.
Đóng. Rô rô. Rô to anh em ạ. À phù phi. Ô vừa đẹp thế. Chè chè. Chú phi trắng trắng tinh. Anh em ơi, được chú rô phi trắng tinh. Hôm nay trời lạnh rô đi ăn nhiều các bác ạ. Sáng nhỉ, đóng nhiều rô phết à. Này kể quái găng tay cầm này kìa. Đóng rồi. Đóng vào mồm. Lại đóng thêm vài phát vào bụng nữa thì chạy cuộn. Hôm nay được bữa gọi là hơi bị to đấy. Này phải 5-6 nhà mà hết được. Úi xà, quá chà chà chà, con này được. Ô, con này 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 toàn toàn hàng to đấy anh em ơi. Mạnh quá. Anh em ơi, hôm nay toàn toàn rô phi đạp chưa các bác này, ngon chưa? Này phê thế nhỉ? Đóng toàn toàn hàng hàng xịn thôi. Này trời trời nó trở gió này, cá ăn mạnh thật. Mua được một hộp xôi với lại cái mì. Anh em ta ăn trưa đi. Cá hôm nay là trời nó chắc là thay đổi thời tiết các bạn. Cá cắn mạnh thật đấy. Đặc biệt là rô to đây. Chứ em câu đây thì không gặp con nào luôn. Hôm nay câu toàn rô to, phê thật đấy các bạn ạ. Đúng ngày gió rét. Hôm nay phải nói với anh em mà đúng là quả là một ngày may mắn các bác ạ. Hôm nay là trời gió rét là em định em không đi đâu ấy. Hôm nay bước chân ra đi gặp may mắn thế. Cá cắn rất là mạnh. Anh em ta ăn hùm xôi trước. Ôi mất miếng rồi. Rồi các bác ăn trưa mềm nhá. Này mỗi xôi thịt mới này. Một cái bánh mì thịt. Này quá tuyệt vời à. Tí cái giấy nâu này đi nhỉ. Mạnh là chuối tương ớt nó bắn ra đây các bạn. Ok. Cởi áo ra rét. Mặc vào thì nóng. Nay kể mang cái áo vừa phải là cái này chắc nó như cái kiểu là chừng một chất liệu không biết làm cái quái gì mà nó giữ nhiệt tốt thật nóng. Được cởi ra rét. Chết giờ ở đây người ta đang đánh lưới các bác ạ. Đang đi nhấc lưới, đánh trộm rồi nhấc lưới. Hư đen. Cá tầm này thì yên hẳn anh em ạ. Vừa nãy là người ta đi đánh lưới, ta đập hết cái khu vực này luôn. Nó động sao nó không ăn nữa. Cái tầm lúc buổi sáng ấy, hôm nay nó động trời. Cá nó đi ăn rất là nhiều luôn đấy. Từ lúc họ đánh lưới cái là không có nào cắn luôn, sợ thật. Đấy. Mấy cần làm răng có khi cũng không có nào cắn nó luôn. May sao sáng nay mình đi sớm ấy, thành ra đánh được. Chứ mà nếu đi muộn người ta đánh lưới rồi chắc cũng chả được con nào. Đấy, anh em đi câu ở ngoài sông nước ấy, thì nói chung là cũng là may mắn là đi hôm nào mà trời yên bể lặng thì mới được cá. Chứ mà đi những ngày mà họ đi kích đi đập như vậy thì không có nào luôn. Đó, anh em có thể thấy là ba cần này từ nãy giờ người ta đánh lưới là cá nó không cắn nữa luôn đấy. Có một con nào cắn nữa. Thế mới đèn chứ. May sao là hôm nay là mình đi sớm vẫn được mấy con này, nó cũng rất là phê rồi. Hôm nay được mấy con to luôn đấy anh em nhá. Một chơi cụ mấy rô phi toàn có bự thôi. Ủa. Phê đấy các bạn ạ.
quá tuyệt vời luôn. À, thôi bây giờ chắc là em thu quận mấy cần này lên coi nhá. Quận này cũng về thôi. Tầm này là nó động vậy là cá nó không cắn nó đâu. Thu hết lên thôi. Quận hết lên thôi. Ủa, đinh cá à? Ủa, đinh cá anh em ạ. Ủa, đinh cho bao giờ? Ủa, đồ phi. Úi giời. Ôi. Đang thu cần lên đinh cá đồ phi này anh em. Con này cũng to á. Lấy chú bao giờ đẹp đấy. Này con này, ngồi em ngâm đến cuối ngày nó còn chẳng tan hết luôn. Giờ tự nhiên dính vào số đô phi cũng rất là to. Tính chú bao giờ, con này chắc khoảng 4 lạng. Tổng khoảng 4 lạng. Người đẹp thật, cá ở đây người đẹp. Người nó kiểu như nó trắng, nó xanh xanh. Đấy. Ngon, chung là cá này rất là ngon. Rất là ngon. Mồi chưa tan hết. Để tạm đây gỡ lốt mấy cần kia. Quay lốt mấy cái này lại cho bác nhé. Ủa, ủa cần này cũng dính luôn này. Ủa, ủa dính cá. Ồ, đi đâu phi. Cần này cũng dính đâu phi luôn anh em ạ, nó dính cho bao giờ ấy. Này coi, cần này nó cũng dính con đâu phi đẹp chưa, nó dính cho bao giờ ấy. Ê, hay. Cho lốt vào đây. Đây, giờ nhấc nốt cần này mà dính cá nữa này buồn cười. Ủa dính cá thật, ủa dính ốc phi. Ủa dính cá thật anh em ạ. Ủa, dính cá thật anh em ạ, to luôn. Này các bạn này không để ý bởi vì gió hôm nay nó, ôi dính cá thật, dính cá to luôn anh em này. Hôm nay em không để ý bởi vì gió thổi to quá, máy nó có kêu cũng không biết được. Ơ kể hôm nay nắp mấy cái chuông thì mấy bọn này cắn thì nghe thấy này, to thế này cơ mà. Đóng các bạn nhìn đã chưa, cá đẹp đấy. Ba cần ba con. Cái này mà em mà thay mồi sớm chắc là không được nữa. Mình không biết các bạn. Chết tuyệt vời. Vào đây, vào đây. Đóng từ bao giờ. Mồi đánh ok thật. À, thu đồ về đi anh em ơi. À, anh em ta kéo thành quả thế nào. Phê lắm các bạn ạ. Này tí sẽ cho hết vào thùng này các bạn nhé. Để tí anh em ta sẽ cho hết vào thùng luôn. Thở đấy. Ui, sao nó chúi gì. Ui trời. Đã chưa anh em ơi. Anh em ơi nhìn đã chưa. Này, có trôi 4 cân, cái đống này chắc phải hơn chục cân các bạn. Rồi. Toàn hàng to. Phê. Trôi.
Dạ quá anh em ạ. Này em để đổ ra cái bãi các bác nhá, chụp nó kiểu ảnh đi. Đấy, anh em nhìn siêu phẩm đã chưa? Con này to nhất, con này nó đạt 4 cân. Đấy, chấm trên tàu này thì nhỏ, con này chắc là hơn cân tí. Rufi này, Rufi 7 ngạng, con này to này. Anh em tao sẽ về thái gỏi các bác nhá. Còn con trôi thì em sẽ cho hấp luôn. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Nhưng mà bãi này đánh này quá ok. Đấy, hàng khủng long anh em ơi. 4 cân khủng long chưa? Vào đây. Vào hết đây. Wow. Quá đẹp luôn. Một thùng. Bây giờ ngoài làm hết đống này mới khổ này. Tắm rửa sạch sẽ cho em nói anh em ta chế biến món này, tí sẽ là làm món gỏi với một món hấp coi nhá. Nó sạch sạch hết đây. Úi dồi ôi, con này mùa đông sống dai thật. Rửa sạch sẽ. Rụt phì to đấy. Rufi người mỏng đét. Cái này thịt này ăn nó mới ngon nhỉ. Ngọt. Thần thớ một rồi. Chúng ăn cá mà nuôi thuốc thì cái thớ này của nó chắc phải nó dai gấp 4 5 lần này. Đấy, anh em đang cho thấm coi nhé. Thấm khô. Thấm khô tí thái rồi.